Thế ví dụ như bây giờ mà xã hội mà nó không có định kiến gì ấy, không đánh giá con người thông qua cái việc tình dục ấy, thì sếp có bao giờ sếp nghĩ là kiểu là bây giờ tự nhiên được ba thằng là phục vụ cùng một lúc, Cái gì vậy bà nghe nói? cái nhẹ nhàng, ba thằng đẹp trai là phục vụ cùng một lúc, sếp có thấy thích không? Hai thằng nó tu ti hai bên, còn một thằng nó tu ti nó ấy ở bên dưới hả? Sếp 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 hỏi thật, trả lời thật lòng đi, trả lời rất thật lòng đi. Ví dụ như bây giờ xã hội mà nó không không đánh giá định kiến về đạo đức hay là về cái nọ về cái kia ấy, thì sếp có thích được ba thằng phục vụ cùng một lúc không? Ai biết, thử đâu biết. Thì biết là chưa thử rồi, đương nhiên là chưa thử rồi, sếp của em Nhưng ngoan mà mà. bây giờ chưa biết được cảm giác thế nào, sao biết thích hay không. Thế thử tưởng tượng xem như vậy có thấy thích không? Tưởng tượng không thể hình dung được ấy. Không thể hình dung ấy, có cái gì đâu mà không thể hình dung. Bây giờ một thằng sếp yêu, sếp thích một thằng đẹp trai, nó chén sếp, sếp đã thích rồi. Thế bây giờ lại được ba thằng đẹp trai đúng gu của sếp, nó phục vụ sướng nhỉ. Ừ đúng không?